Thưa quý vị và các bạn, trên con đường thiện nguyện đến với những số phận mắc bệnh tim bẩm sinh nghèo, luôn có sự đồng hành của những nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái và sự quan tâm giúp sức của cả cộng đồng. Hành trình yêu thương ấy như một bản nhạc dịu êm kéo dài vô tận. Mỗi việc làm đẹp, mỗi nghĩa cử cao cả đã điểm lên bản nhạc ấy. Mỗi nơ nhạc lung linh là một tiếng lòng của trái tim đến với trái tim. Phóng sự sau đây sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thanh âm ngọt ngào của tình nhân ái của hàng trăm nghệ sĩ Việt Nam hướng về những trái tim bé thơ không may mắc bệnh. Nhân kỷ niệm 7 năm ngày chương trình Trái tim cho em lên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Kiều Anh xin dành tặng cho quý vị, đặc biệt là các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, một món quà đặc biệt. Xin chào Kiều Anh và xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể nhìn thấy rằng là ở phía sau lưng của Thái Dũng đây, một không khí rất là sôi nổi. Hôm nay thì có rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như là ca nhạc này, diễn viên, MC, người mẫu. Tất cả đều có một cái cảm giác chung là rất là hào hứng với cái dự án này. Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, hàng trăm nghệ sĩ Việt ở khắp các miền Nam Bắc, thậm chí cả những nghệ sĩ đang sinh sống ở nước ngoài đã cùng nhau thu âm MV Trái tim cho em, mục đích kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp chương trình có thể cứu sống được nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông điệp chính trong bài hát này nó giống như những ca từ trong bài hát này, đó là cùng nắm tay, cùng hát vang và để dành một trái tim cho em. MV Trái tim cho em được thực hiện trên ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Lưu Hà An, một bài hát với ca từ da diết sâu lắng cùng giai điệu đẹp, một món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ mang trái tim lỗi nhịp. Hy vọng MV này sẽ giúp chương trình Trái tim cho em có tác động tới cộng đồng nhiều hơn. Mình vừa thu xong hai câu của bài hát Hãy giúp em cứu lấy trái tim mình, và thực sự là cả hai câu hát đó cứ ám ảnh mãi trong mình, và nó cũng giống như những cái tâm sự của mình muốn gửi tới các bạn, là chúng ta hãy cùng góp một phần nhỏ bé của mình với cộng đồng để có thể giúp những em bé có hoàn cảnh thiếu may mắn sẽ lại có được một trái tim khỏe mạnh để lại được vui tươi tới trường giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Qua cái music video lần này thì sẽ có thể mang lại cho cộng đồng cái sự hiểu biết cũng như là quan tâm hơn nữa đến những trẻ em không may mắc bệnh tim. Và Linh hy vọng rằng là mình có thể góp một cái phần nhỏ bé cho cái sự thành công của cái MV lần này. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp TTCE gửi 1408. Mỗi tin nhắn quý vị đã dành 16.000 đồng để ủng hộ cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Hãy cho đi để nhận lại những niềm vui. Với các em học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, buổi chào cờ đầu tiên sau ngày khai giảng của năm học mới diễn ra thật sự đặc biệt. Đặc biệt bởi vì ngay trong buổi học đầu tiên của mình, các em đã được học một bài học về lòng nhân ái. Với ý nghĩa kêu gọi giúp đỡ dành cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã đến và trao cho các em cơ hội được làm từ thiện. Vâng, thưa quý vị, đứng cạnh tôi lúc này chính là các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội. Và ngay bây giờ các bạn ấy sẽ cùng tôi nhắn tin với cú pháp TTCE để gửi tới tổng đài 1408. Xin mời các bạn. Em biết chương trình này cũng khá lâu rồi ạ. Thì em thấy là nó hữu ích đến tất cả các mọi người và em nghĩ là nên tuyên truyền cho tất cả mọi người làm cái việc này ạ. Không chỉ bằng những tin nhắn, thầy và trò trường Trung học phổ thông Chu Văn An còn ủng hộ bằng tiền mặt. Có thể số tiền mỗi người đem đến không lớn, nhưng chính sự nhiệt tình, háo hức của tập thể giáo viên học sinh tại đây mới là nguồn đóng góp lớn nhất mà chương trình Trái tim cho em nhận được. Trước thềm năm học mới, các con không chỉ khơi lên trong mình một cái ý chí, quyết tâm học tập, mà ở đó còn là một cái thôi thúc các em càng có ý thức chia sẻ, đồng cảm, sẻ chia với những cái số phận bất hạnh trong xã hội. Mỗi một việc làm rất là nhỏ của mỗi một cá nhân thôi, đặc biệt là đối với các học sinh trung học phổ thông ở thủ đô, thì các em sẽ có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn trong những ngày đầu năm này. Các em biết hướng về những hoàn cảnh khó khăn như thế, thật là một việc làm mà chúng tôi luôn quan tâm. Cũng qua chương trình này thì tôi rất mong muốn toàn xã hội mình, tất cả mọi tầng lớp, cá nhân mọi lứa tuổi hãy chung tay vì trái tim cho em.
Thưa quý vị, hy vọng rằng với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng đầy ý nghĩa nhân văn cùng với sự tham gia thể hiện của hàng trăm nghệ sĩ tham gia MV ca khúc Trái tim cho em thì đây sẽ là một thông điệp có sức sống mạnh mẽ lan tỏa tới triệu triệu trái tim Việt Nam để triệu trái tim ấy cùng hòa chung một nhịp đập của lòng nhân ái. Đừng đợi chờ để làm một điều tốt đẹp. Hãy soạn tin nhắn theo cú pháp TTCE và gửi tới 1408. Mỗi tin nhắn của quý vị đã dành 16.000 đồng để xoa dịu nỗi đau của những trái tim lỗi nhịp. Chương trình Trái tim cho em tuần này tới đây xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.